Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo ở trang số 11. Ở bài hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các con middle C in a quarter note, nghĩa là nốt đô đen mà chúng ta sẽ được sử dụng ở chơi trên đàn với phím đô trung tâm. Và bây giờ, chúng ta sẽ khám phá xem nốt đô đen thì sẽ có giống như nốt đô trắng nhưng các con sẽ có đuôi quay lên và đuôi quay xuống. Và chúng ta sẽ điền kín tô kín lại. Đó. Nhiều khi chúng ta viết bằng bút đen hoặc bút trắng hoặc bút đỏ hay là bút xanh gì cũng được đúng không? Nhưng chúng ta cứ tô kín thì được gọi là đô đen nhé. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc bài Mocassin Dance. Ở bài này thì cô sẽ lấy nhịp 4-4 đều giống như các bài cũ. Nốt đô đen chúng ta không cần ngân dài nhé các con. Chúng ta sẽ đọc liên tiếp và đều. Nên là chúng ta không nên lấy nhịp nhanh quá, chúng ta sẽ không đọc kịp. Lấy nhịp vừa phải nhé. Bây giờ cô lấy nhịp này. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đô, 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 đô. 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 Như vậy cô vừa hướng dẫn xong cho các con đọc nốt nhạc một lượt từ đầu đến cuối bài. Bây giờ thì các con cùng quan sát cô chơi trên đàn. Cô sẽ hướng dẫn cho các con cách chơi, cách đặt tay và tư thế ngồi như thế nào nhé. Chúng ta sẽ vẫn đặt vị trí đô trung tâm ở tay phải và tay trái để thực hành nốt đô đen. Và nốt đô đen thì giống như vừa rồi các con vừa đọc nốt nhạc, chúng ta sẽ chơi liên tiếp và đều nhau nhé. Bây giờ các con cùng lắng nghe cô này. 1, 2, 3, 4. Đô, 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 đô. 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 Như vậy là cô đã làm một lượt từ đầu cho đến cuối bài. Và bây giờ thì cô sẽ làm mẫu cùng với lại nhạc tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Các con cũng đếm nhịp 4-4 là 1, 2, 3, 4, 2 lần như vậy rồi chúng ta mới bắt đầu chơi nhé. Các con cùng lắng nghe. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bây giờ cô sẽ chơi với tốc độ nhanh này. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Làm mẫu xong cho các con bản nhạc Mocassin Dance. Các con luyện tập bản nhạc này lưu ý cho cô về việc gõ tay chúng ta ấn thật dứt khoát nhưng lại thả lỏng nhé. Một điểm nữa là chúng ta cần nắm được vị trí các nốt đô tròn, đô trắng và bây giờ là đô đen đối với bài trang số 11 nhé. Và điểm nữa là chúng ta xác định thật nhanh cho cô vị trí nốt đô chơi ở trên phím đàn là đô trung tâm và chúng ta phản xạ tốt được nhé. Cô chúc các con chơi bản nhạc này thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.